Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã tiếp nhận 369 đơn tố cáo của những người chơi hụi trên địa bàn Bình Thuận và các tỉnh thành khác liên quan đến 4 đường dây hụi lớn trên địa bàn. Chủ 4 đường dây hụi này gồm Huỳnh Thị Thúy Vân, 27 tuổi, Trần Thị Thanh Ngàn, 25 tuổi, Ngô Thị Loan Chi, 32 tuổi và Nguyễn Thị Hoàng Sa, 22 tuổi, đều trú tại thành phố Phan Thiết. Các chủ hụi bị các nạn nhân trong và ngoài tỉnh tố cáo chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng. Đến nay, Công an thành phố Phan Thiết đã thành lập một tổ công tác chuyên biệt để giải quyết, thụ lý đơn và đưa vào diện đơn báo tố giác tội phạm để xử lý, đồng thời báo cáo ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân nói trên, thông báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, Công an thành phố Phan Thiết cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng là Ngô Thị Loan Chi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức chơi hụi. Dù còn hơn 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng tình hình vận chuyển pháo trái phép qua biên giới đã có dấu hiệu nóng lên từng ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu pháo, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ gần 10 tấn pháo. 3 tấn pháo các loại này vừa bị Biên phòng Long An phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt giữ ngay gần biên giới cách đây chưa đầy một tuần. Còn đây là gần 1 tấn pháo hoa nổ vừa bị đồn biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phát hiện bắt giữ khi các đối tượng đang tìm cách đưa từ biên giới vào sâu trong nội địa. Em đi nhận hàng từ Mạng Nhân Hưng đi nước ngoài đến thị xã Kinh Tường thì bị biên phòng bắt. Thế mấy chuyến như này thì được bao tiền? Dạ, mỗi chuyến nhận được 2 triệu rưỡi tiền công. Đi chuyến này là chuyến thứ mấy rồi? Chuyến này là chuyến thứ 2 à. Chuyến trước thì anh chở được bao nhiêu ta? Chuyến trước chở tầm 10 mấy thùng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cũng cho biết hầu hết những người tham gia vận chuyển pháo trái phép đều là cư dân ở gần biên giới, vì đây là người hiểu rõ nhất về tuyến biên giới, hiểu rõ thời gian cũng như các hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Vì vậy, các đối tượng đầu nậu tận dụng tối đa để tìm cách thuê người vận chuyển qua biên giới, sau đó đưa đến điểm tập kết để chúng tìm cách đưa số hàng cấm vào sâu trong nội địa tiêu thụ, thu lợi bất chính. Tính chất vụ việc thì nó tăng hơn. Vì khi bắt các cái vụ việc toàn cái tăng vật, cái số lượng lớn, điều này chứng tỏ là để nói lên rằng cái tình hình tội phạm ngày một nó có cái sự thay đổi, nó có cái sự gia tăng về tính chất phức tạp hơn. Cũng theo Đại tá Dương, để người dân không tham gia vào việc vận chuyển, tàn trữ, sử dụng pháo nổ trái phép thì việc tuyên truyền là cần thiết, nhưng như thế là chưa đủ. Bởi vậy, để ngăn chặn tối đa việc vận chuyển, mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép thì cần phải có sự tham gia của nhiều lực lượng. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết được tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, để kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã cùng công an các quận huyện liên tục tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là việc kiểm tra về nồng độ cồn diễn ra cả ban ngày thay vì chỉ vào ban đêm như trước đây. 13 giờ chiều tại đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, cụm xử lý vi phạm an toàn giao thông về nồng độ cồn đang tiến hành lập chốt kiểm tra các cái phương tiện qua lại tại khu vực này. Việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn và chất kích thích hiện nay thì đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai xử lý kể cả ban ngày. Điều này cho thấy sự quyết tâm rất lớn của lực lượng công an trong việc chấn chỉnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đợt cao điểm và thành lập 10 cụm cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và chất kích thích. Điều này đã nhận được sự đồng thuận của nhiều người dân. Thực ra thì cái chủ trương về cái ca ban ngày này đó, thực ra thì mình cũng nên khuyến khích vấn đề, bởi vì có những cái nó sẽ đưa dần thành thói quen, đưa về cái ý thức của mình. Thì khi mà ý thức mà mình đã đi sâu vào cái ý thức của mỗi người dân đó, thì tự giác mình sẽ có những cái ý thức về tự bản thân mình trước, sau mới đến những người xung quanh để cái bản thân an toàn hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vẫn chủ quan sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ngay lập tức, những trường hợp này đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Qua kết quả kiểm tra về nồng độ cồn, mình thể hiện qua máy đo là 0,483 nha anh. Mình là vi phạm là mức trên 0,4 nhá. Với hình thức xử lý là tạm giữ xe 7 ngày, mức phạt là 7 triệu và tước giấy phép xe thời gian là 2-3 tháng anh nhé. Chỉ hơn 2 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý gần 10 trường hợp vi phạm. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh,
Sau một tuần kiểm tra nồng độ cồn toàn thành phố, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 1.000 trường hợp xe máy, xe ô tô vi phạm, trong đó có 4 trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy. Thực hiện đồng loạt ra quân để kiểm soát các cái phương tiện và những cái đối tượng tham gia giao thông trong những cái giờ cao điểm mà chúng tôi tính toán là các đối tượng mà tham gia giao thông có sử dụng chất kích thích cũng như là sử dụng nồng độ cồn. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết việc tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và chất kích thích là nhằm chủ động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước thời điểm Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1988. Tuy nhiên, hiện nay các cổng thành đang bị xâm hại, xuống cấp, gây mất mỹ quan của một di tích quốc gia. Thành cổ Diên Khánh, 230 tuổi, là thành cổ duy nhất được làm bằng đất trên cả nước. Khi đến đây, không khó để bắt gặp hình ảnh tường thành bị sụt lún, nứt kéo dài, rác thải, cỏ dại mọc tùm, bít kín lối đi, hành lang tường trở thành nơi trồng hoa màu, chăn nuôi. Bốn cổng có dấu hiệu xuống cấp và hư hại. Như quý vị có thể thấy, ngay bên cạnh tôi đây là hình ảnh ô nhiễm, xuống cấp, sụt lún, vẽ bậy cũng như là trồng trọt tràn lan cửa thành. Theo người dân, thành cổ từng được tu bổ với kinh phí hàng chục tỷ đồng, nhưng vì sự thiếu trách nhiệm từ cơ quan quản lý cũng như ý thức của người dân sống gần di tích nên thành cổ bị xâm hại, xuống cấp. Chứ giờ đằng sau này toàn cây cối cỏ tùm, đâu có ai đi lại gì đâu. Giờ qua nhà phía đằng sau là coi như là rừng rồi. Mà năm cách đây mấy năm là đã quy hoạch một lần mà đem mua gạch Bát Tràng cái lát trên mặt thành ấy, mà bây giờ cô thấy nó cũng đổ nát, nó cũng đi đâu hết rồi. Làm đường đi bộ vòng quanh bờ thành và trồng cỏ, lát gạch, trồng cây bóng mát xung quanh bờ thành. Nhưng mà hiện nay thì xuống cấp rất nhiều, thì dân này không đi được. Không đi được vì dân ở tại chỗ là họ chăn nuôi trên các con đường mà đi bộ, cho nên là nói chung là giai đoạn 1 có trùng tu nhưng mà chưa hiệu quả, chưa đạt ý định của tỉnh. Thực trạng là vậy, thế nhưng khi gặp gỡ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền cho rằng đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương, nơi bảo tồn di tích và ý thức bảo vệ của người dân. Đó là trách nhiệm của địa phương, phải làm tốt cái việc mà bảo vệ di sản. Đấy, phát quang hoặc là làm các cái tuyến đường để cho nó đảm bảo cái di sản. Ở đây là thành cổ bằng đất, cây cối nó mọc lên tùm thường xuyên, đó là chuyện tự nhiên của nó rồi. Đấy, cho nên cái ý thức trách nhiệm ở đây thì địa phương, chính quyền phương và cùng nhân dân ở đó làm sao cùng chung tay để mà bảo tồn cái di sản. Thành cổ Diên Khánh xây dựng trên diện tích 3,5 ha, chiều dài thành là 2.600 m, tường cao 3,5 m. Công trình là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Khánh Hòa từ năm 1802 đến năm 1945. Để bảo tồn di tích này, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh này lập dự án trùng tu, tôn tạo với kinh phí hơn 166 tỷ đồng và dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.